15 giây Bình Dương xin kính chào quý vị khán giả nha. Hiện tại thì 15 giây Bình Dương đang có mặt rất là sớm tại Nghĩa Trang Hoa Viên Bình Dương. Và chính xác là mộ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì bây giờ chỉ hơn 7 giờ một chút xíu thôi. Cũng rất là vắng ha. Ở đây có một chị khách đến viếng cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. 4 lần rồi. Mà chị quen lắm. À em nhìn chị rất là quen ha. Ủa chị tên gì ta? Ly. Chị Ly. Quen. Hồi bữa đem Vũ Linh đi chơi là ở đây 8 giờ. Chắc là được. Tới 3 giờ chiều mới về. Dạ. Chắc là được phóng vắng nhiều rồi đúng không? Lát chị tạ cái cảnh mà chở 8 giờ sáng cái không khí mới coi chú về như thế nào không? Tại lúc có 3 giờ, 2 giờ tới em mới lên. Tại em đi theo chú lên. Đi theo ở thành phố lên đúng không? Ờ. Em tại bữa đó là tranh thủ đi qua sớm cái... qua đốt nhang cho ca sĩ hết luôn rồi cái phát nước rồi cho người ta uống rồi chị phát nước luôn hả? Ờ. Dạ rất là quý của chú anh chị. Sáng nay chị đi sớm chị có dịp ghé hay sao chị? Không, nhà qua luôn. À, ở nhà. Hôm hơi mới miền Tây lên đúng không? Dạ. Hồi sáng chị đi xe lên luôn hả? Đi xe Kim Yến á. Đi xe đò lên hả? Rồi chân này chị về. Đón xong rồi chị đi. Ở đây chưa biết nữa. Dạ. Còn đi qua bên Tây Ninh nữa. Dạ. Rồi. Thấy gì rất là quen mấy lần luôn đó, em quay em nhớ mặt luôn mà, em quay gì rồi, nhưng mặt là quay là em nhớ mặt mà. Hồi nãy cũng mấy người kia đi, người ta không đi, thôi đi mình luôn. Dạ, hồi gì đó cũng ngay, chỉ còn năm đi. Để gì đó xong cho còn năm rồi, lát xong rồi chị kể là cái cảnh hôm trôn còn năm nha chú chị, để chị tả lại. Thôi chị mời cậu Năm hút thuốc. Thuốc nữa hả? Đó. Mời cậu Năm một đứa thuốc nữa. À, chạy lúc mấy giờ? À đi xe lúc mấy giờ? 6 giờ rưỡi. 6 giờ rưỡi hả? Dạ. Chị cắt ngang được sao? Chị cắt ngang được. Chị bẻ cái ngang cũng được. Chị bẻ cây ngang không được. Chị bẻ ngang được sao đâu. Tại vì giờ nó cũng ít nè. Ít ngang mà. Thôi chị bẻ không được. Cắm vô. Chị cắm vô thì nó dơ cái đầu rồi. Chị ngậm vô nó dơ. Đó. Chị ra một thằng kim kệ. Đó phải tuyên chị. Con chú đem về luôn mà cái nhà đây còn nằm lên nhẹ nha đi tuy nhà khác thế không dám chị đi cái này chị đi kể cái cảnh hồi 8 giờ sáng lúc trông chú á chị kể đây giúp chị bữa sáng là vô thì 8 giờ sáng cũng có người ta vô cũng lay gai khoảng 9 giờ 10 giờ là người ta là đông rồi đó là đông rồi ha dạ đây mà đó là bữa nhang vô là đốt hết cái mai luôn khu này hết luôn dạ rồi cái cho đi phát nước dạ. Mới đầu thấy người ta đông á, cái ta nói đi sớm quá rồi không biết Vũ Linh mấy giờ mới chưa không? Dạ. Cái nói cái chị mới nói chắc cỡ 2 giờ mới lên tới, tại vì dạ. Động quan ở dưới 11 giờ 1 rưỡi. Dạ 1 rưỡi. Rồi cái khoảng 3 giờ mới có tới đây. Dạ, 2 giờ rưỡi hả? Hai Nguyệt á. Dạ. Lúc đó cũng đông lắm mà thấy người ta ngồi phơi nắng thấy tội nghiệp quá, rồi chị mới đi ấy nước vô phát cho người cha cho anh trai hết. Bữa đó ngồi ngay đây nè. Hôm bữa đó té xỉu luôn, đâu ăn đâu, không ăn sáng luôn. Dạ. Đi phát nước đi theo xe lôi á. Dạ. Đi xe lôi đi chở tuốt ở ngoài ấy gì đâu. Ồ, chị đi phát nước á, giống như mình là từ thiện vậy ha. Ờ, à, đúng rồi. Phát cho ba con gì biến chú. Mình kiếm tiền ra mình mua dạ. Luôn á, mình phát cho mấy người dân. Bữa đó nước nhiều không chị? Mấy trăm chai hay mấy ngàn chai? Nhiều. Ồ, bữa đó là xe ba gác chở đầy xe. Dạ. Xe đầu tiên rồi chắc xe là, sau nữa. Chắc là rất là nhiều ha. Nhiều. Chắc là chai đấy xuống nhỏ nhỏ vậy hả? Đúng rồi, chai cái cao cao vậy. Giống Avifina hả? Ờ, à, đúng rồi. Vậy là chính là chị là nhà tài trợ đầu tiên rồi đúng không? Với nghiệm trai đó nó cũng đi chở xe ba gác chở đồ rồi cho anh ta đó. Dạ. Rồi cái nó cũng nói thôi hai chị em mình đi chở nước mình vô phát cho anh ta uống. Dạ rất là quý ha, tại lúc đó có rất nhiều cô chú từ sớm sớm 8 giờ 9 giờ là đã gì sẵn rồi. Dân ở dưới miền Tây đầu lên cũng đông giữa trời lắm, bữa đó đặc nghẹt luôn. Dạ. Bữa đó nghẹt ở đây Vinh Vũ Linh vô chôn không được nhưng mà lúc mà anh thấy em thấy đây góc kia nè, em ơi kia vô nè. Đúng rồi. Lúc mà bữa đó là chị đứng bên góc bên này. Dạ, vô được không?
chị đứng tuốt ở trên luôn mà. Ở đây luôn hả? Đứng ghế luôn, đứng lên mới thấy được. Đứng ghế hả? Ờ. Dạ. Yeah. Lúc đó là Bá Vũ Linh là tới đó cái đứng đây không thấy. Cái đi bọc bên đó. Rồi bữa đó lúc đó ngồi ngay đây là nằm dài luôn, cái người ta nói: "Anh ơi, cái chị này xỉu rồi." Nằm dài luôn, mệt phơi nắng. Mệt quá nằm dài thôi chứ đâu phải xỉu. Mà người xỉu là chị nha, có bà cụ, có má bà cụ xỉu nữa. Có bà cụ. Bữa đó nằm dài đây nè. Bữa nằm dài đây cái người ta ghẹo, ta nói: "Ôi, chị này xỉu rồi." Đó đâu có đâu. Tại giờ mệt quá thở nổi, tại sáng giờ không ăn uống gì hết á. Dạ. Mệt nằm dài luôn. Vậy là tính ra là chị lần này là lần đến đây là lần thứ tư đúng không? Lần thứ tư rồi. Thứ tư rồi, rắc rối hả? Tại bữa có rồi. Bà gì bà chết đó, rồi đem qua đây thiêu cái sẵn chân ghé đây luôn, lạnh đốn nhang cho. Dạ. Hồi rất là quý cô chú anh chị. Lúc đó chị thấy anh YouTube nào lên mộ không? Có. Hay là người dân? Người dân đứng lên mộ của Thanh Huệ đúng không? Người dân á. Đứng lên đây luôn hả chị? Đứng lên YouTube, bây giờ chị đứng TV. Đứng lên đây luôn. Người dân hay máy YouTube? Người dân. Người dân nó tràn lên đây đông lắm, nó đứng lên mặt dạ. Người dân ấy chứ gì? Cái lúc có ai nhắc nhở cho mấy người dân xuống không? Có cái nhắc mà nó chị chàng. Chị thấy bị hư hại nào chị? Hình như hư cái nấm cái công công mà quẹo nó xuất ra. Đúng rồi. Nó bị xuất ra. Keo rồi dán lại sức, sao hết. Sức dán mà keo lại. À, chắc là tại vì đặt nghẹt hết mà đông la nó đông, đông quá sao mà hình dung đi đông quá mình cũng như có người thì... cũng như người ta quản lý người ta căng ra người ta kêu né né ra đừng có dạ. Chàng tới á để cho người ta chôn đem với linh hạ với lại người mà. Ta leo lên cho cao nên ta nhìn thấy thấy đứng đây thế này đứng nhiều lắm đứng lên mã đứng tùm lum hết đứng trên đây nè dạ bữa đó đổ bể tùm lum hết à dạ nói không được đứng lên cái mộ bia bên đó luôn nữa đứng trên đầu á dạ đứng trên mã luôn đứng kia này đứng cái chỗ mà cao ca đó đúng rồi. Đúng rồi, đúng cái chỗ cái mã đôi đúng không? Mã đôi đúng rồi, đúng như đó tại nó dễ đứng. Nó cao nữa. Dễ bằng xét. Má cô chú là có muốn nhìn được cái cảnh chôn chú Linh hạ nghiệt xuống đó, ha. Lúc mà sửa sạn Linh chú Linh để xuống. Dạ. Tại bữa đó cũng nhẹ đông người quá. Dạ. Mà này phải mà bữa đó là có công an nữa cũng dẹt vô cũng được đi này không có công an đặng mấy người trong đây không coi trong này không á. Dạ. Tại vì như nhiều cô chú cũng không nghĩ là nó đông đứng cỡ đó luôn ha. Ừ, nghĩ là đông trong bên nữa rồi vỡ tặng luôn đó quá, bữa đó mấy ông thầy kêu là né né đừng cho mấy ông thầy ông tụng rồi đó dạ mà không được nó tràn tới không vỡ trận luôn mà nói chuyện nói trong cái mi á lần kêu né né á mà còn tấn công tới không à tại vì nó đông quá nó không đúng rồi em nghe nói đâu là hạn nó bị trễ giờ đúng chị như tới đâu 3 giờ chắc trễ giờ trễ giờ chung tại vì cái thời gian lên nó trễ rồi lên lên dạ. Nó hay tại mấy vì ở dưới là hình như động quan là một cái gì chắc ở nhà dưới là 11 giờ rưỡi rồi chắc là kẹt do dân quá kẹt xe tại vì đông. Em đi theo xe mà lúc em chạy xe máy mà em chạy theo xe máy luôn hả em chạy theo tại bữa tính đi xuống dưới mà không biết đường đi nhưng mà em chạy dạ, ở bên cát nè em tính em đi trễ khoảng nửa tiếng luôn á tại lúc em quay nhà chú á em coi xe bị ở phường nó dẫn vô rồi đưa chú đi rồi em chạy vô mất nửa tiếng em xử lý xong rồi chạy lên mà em lên là vừa kịp luôn á em chạy lên kia là gặp mà đội xe tăng của chú lên là vừa kịp luôn chị đi qua bên chỗ chị ở có 6 cây hả 6 7 cây hả 6 cây dạ ở bên cát mình nè chỗ mình gì dạ chị làm đây luôn hả ở miền Tây lên đây đi làm dạ bữa đó tính đi làm mà thôi đợi cho ông chú Linh rồi cái dạ. Đi luôn rất là quý á đây là chị vô gọi là chị nhân vật lúc chứng kiến cảnh hồi chôn chú Du Linh dạ. Chị cũng là người phát nước cho mấy cô chú dự biến á từ lúc giờ chị có thấy cái đám tang này mà nó to như vậy có thấy mình chú chưa lên là lớn nhất á dạ. Hồi giờ luôn á hồi nào giờ mới thấy luôn á quá trời đông luôn bữa đó là cái cỡ 5.000 người ta cỡ đó đó đứng vòng cột tròn tàn luôn rồi tàn luôn rồi quá khủng khiếp ha chen luôn quá khủng khiếp luôn chen không lọt luôn dạ đó hồi nào giờ mới thấy luôn á dạ mới thấy luôn đám tang của chú là lớn. Ừ, tại vì dân ở miền Tây rồi nó mê Vũ Linh đó. Dạ. Hâm mộ dạ. Dân dưới đó là tứ xứ ta lợi luôn mà lên đây mà xa cỡ nào ta cũng phải lên đây hết mà. Dạ. Bao xe đi. Bao xe bao đi. Xe đi. Hay xe ta máy. Không, ta không có xe thì tao đi xe Honda nha. Honda. Hôm qua thì em cũng thấy có chị đó tặng Sơn La đi máy bay về luôn thì. Đi biến rồi chứ không làm gì đấy. Rất quý ha. Dạ. Vậy là quý. Tại vì cái chị đó cũng chị chia sẻ gì nè là do chú Vũ Linh đó là lên sân khấu không bao giờ biết hát nhép đúng rồi bóng ca nghe ngọt ngào ghê luôn cái chị qua ở Sơn La đó thì sống qua đó mà giờ mà hô bắt Vũ Linh lên ca cái khóc rồi đó dạ khóc nghe Vũ Linh là khóc rồi
chị mến mộ Vũ Vũ thì có thuộc bài hát nào của chú Vũ Linh không? Không, không có thuộc, tại không biết chữ á. Đi ca hát với nhau đâu ca được chứ mà Vũ Linh là không biết đường ca. Em đoán không sai là mấy cô kia không vô chú Vũ Linh đó, sao? Vô. Em đoán là vậy đó ha. Em đoán là vậy. Vô vô Linh. Ủa sao tới nay mà làm chưa xong đó? Dạ. Nói chung trong vòng 49 ngày sẽ chắc là làm một cái ngôi mộ đặc biệt chị. Đặc biệt. Đúng rồi. Dạ. Chắc đẹp hơn này ha. Là mấy cô chú ai cũng đang ngóng ngóng trông thôi chứ. Dạ. Rồi. Rồi, bye bye. Dạ, bye bye. Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị nhiều sức khỏe ha. Chú giữ khỏe nha. Đó, hồi nãy chị kể lại hôm mà cho chú Linh để cho cô chú mình với anh Dung nha. Đó, em cảm ơn cô chú đã. Rồi, cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã xem video của 15 giây Bình Dương. Chúc cho các cô chú anh chị nhiều sức khỏe ha. Đến đây thì 15 giây Bình Dương xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong các video tiếp theo.